Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tới đó mà hỏi. Này này, thầy ơi, vậy thầy bói đã nói cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, chị biết không, bà ấy nói là nếu tôi đi về hướng Tây thì sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ nên dọn đi. Công nhận là bà thầy bói đó nói hay quá trời luôn. Ôi trời, thầy bói sao? Đúng là như vậy á. Tôi cũng công nhận là bà ấy đúng là giỏi ghê gớm. Bà ấy nói đúng, con tôi xếp hạng mấy ở trường luôn. Đúng đó. Nhưng mà không chỉ có như vậy thôi đâu. Tôi đã nghe nói là bà ấy có thể thấy được ở quá khứ. Vì vậy tôi đã trả nhiều tiền hơn để xem cho tôi đó. Thấy được quá khứ. Đây ạ. Được rồi, hãy mà ngồi xuống đi, cứ thoải mái, đừng có hồi hộp nha. Bạn có chắc chắn không đó cha Đu? Dĩ nhiên là chắc rồi, coi bói chắc là thú vị lắm đây. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại đi. Khi ta đếm tới 10, con sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Nào, hãy nhắm mắt lại đi. Thiên linh linh, dơ linh linh, thiên linh linh, dơ linh linh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiểu thương à, xin con hãy mau xuống đi, con đã trễ giờ học rồi đó. Thì anh Đan à, có thích trái hồng vàng không? Ồ, cứ như vậy cô ta sẽ không bao giờ kiếm được chồng đâu. Nè, nói năm nay gia đình của Chun Hee Han đã không nhận được lời cầu hôn nào. Không nhận được là quá đúng rồi. Chàng trai nào mà có thể thích Chun Hee Han được chứ? Cô ấy xinh đẹp quá. Mà cô gái trẻ xinh đẹp đó là ai vậy hả? À, là cái bà Chun Hee Han xấu xí hung dữ đó mà. Đừng có nói bậy, ngươi đúng thiệt là. Tại sao ngươi lại dám nói vậy về một người con gái đoan trang và xinh đẹp như vậy chứ? Người nào khùng điên dữ lắm mới nghĩ là bà Chun Hee Han đoan trang và xinh đẹp. Đứng lại mau. Cậu ấy nói đúng lắm. Trời ơi, đẹp quá. Kim thái giám, ngươi có biết cô gái trẻ xinh đẹp đó là con gái của gia đình nào không vậy hả? Thần thật sự xin lỗi thưa hoàng tử, nhưng thần nghĩ đó chính là một người đàn ông đang mặc váy đầm. Ngươi dám nói như vậy hả? Ngươi dám đùa giỡn về cách nhìn về nữ nhân của ta sao? Hãy nghe đây, ngươi hãy mau đi lại đó và tìm hiểu mọi thứ về cô ấy. Cô ấy tên là gì? Vậy là con gái nhà ai? Chàng đã yêu cầu đưa cái này tới cho ta sao? Dạ, đúng như vậy đó. Đó là thư của Sơn Hôn, con trai hoàng tể tướng của triều đình. Chúng ta sẽ làm gì đây? Thiên Đan à, nhưng mà ta còn chưa sẵn sàng để kết hôn sao? Thật ra thì ta vẫn chưa rành chữ Hán nữa. Hả? Thiên đường, trái đất, màu đen, màu vàng. Không hiểu tại sao nàng Chun Hee Han lại không chịu trả lời. Ngươi có chắc chắn nàng Chun Hee Han đến trường này để học chữ không vậy? Tôi dám chắc như vậy đó. Kìa, Chun Hee Han ở đằng kia kìa. Dạ thưa thầy, nếu như có thể, thầy cho em bắn thử có được không vậy? Không lẽ đó chính là chàng trai rất nổi tiếng, công tử đẹp trai Sơn Hôn? Sơn Hôn, em đến đây làm gì vậy hả? Dạ chào thầy, thầy vẫn khỏe mạnh chứ? Cha em nói là em hãy đến đây để chào hỏi thầy, nên em mới đến đây đó thưa thầy. À, không ngờ giờ em đã lớn như vậy rồi. Hãy cho ta xem em bắn cũng như thế nào đi. Ta xin phép, ta muốn nhờ nàng một việc. Nàng có thể lấy giùm ta cái mũi tên kế tiếp có được không? Được thôi, chuyện đó có khó gì đâu. Hơn nữa tư cách của chàng rất lịch sự, và vì chàng bắn rất giỏi nên ta đề nghị một mũi tên dài hơn. Đây, chàng cầm lấy đi. Ta xin đa tạ nàng. Ừ.
dám thi tài bắn cung với ta không, sang hôn? Là hoàng tử, thần xin chào hoàng tử, không biết người tới đây để làm gì vậy? Hôm nay ta có nhã hứng muốn đi tới đây để kiểm tra những gì ta đã học được. Vì vậy ta cũng muốn được tham gia thi bắn cung. Junhyang, nàng có thể lấy mũi tên giùm cho ta được không? Thật không ngờ hoàng tử cũng biết tên của thần nữa. Nàng có lấy giúp ta không? Thần sẵn lòng thi tài với hoàng tử. Ngươi thiệt là vô lễ. Được rồi, giờ tới lượt của ta. Nhưng ta lại thích dùng mũi tên mà Junhyang đã lấy kìa. Đưa đây cho ta. Người không được lấy nó, trả lại đây cho thần. Người dám cãi lại lệnh của hoàng tử hay sao? Thần không thể đưa nó cho người được, dù người là hoàng tử đi chăng nữa. Đưa cho ta. Không được thưa hoàng tử. Là chuyện gì vậy? Mũi tên trật mục tiêu quá xa rồi. Xém nữa là trúng rồi. Nàng ấy thật là đặc biệt. Tiểu thư à, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta đã bị trễ giờ rồi kìa. Tại sao ta phải đi chứ? Ta chắc chắn bữa tiệc sinh nhật của đức vua sẽ có nhiều khách mời tham dự lắm. Nhưng thưa tiểu thư, chính hoàng tử Dương Sắc đã đích thân mời riêng cơ mà. Có ai ở nhà không? Ôi trời ơi. Xin chào tiểu thư Junhyang, xin mời cô hãy lên kiệu. Chủ của tôi sai tôi tới đây để mời tiểu thư lên đường đó. Xin chào tiểu thư Junhyang, xin cô xem qua cái kiệu này. Kiệu này có thể mở mái phía trên ra, là cái đầu tiên ở Joseon. Vui lòng hãy đem cái kiệu cũ kỹ này đi chỗ khác giùm. Tiểu thư Junhyang sẽ dùng kiệu này để đi đến lâu đài. Nè nè, ông nói cái gì vậy? Tiểu thư Junhyang sẽ tự mình quyết định bước lên cái kiệu nào mà. Vậy tiểu thư sẽ lên kiệu nào? Tiểu thư đã có quyết định chưa? Có rồi, ta đã có quyết định rồi. Xin mời, xin mời. Nàng đã đến rồi. Junhyang cuối cùng thì... Tại sao ngươi lại gọi Junhyang trong khi nàng ấy không có ở đó? Rồi, mời nàng ra Junhyang để ta dìu nàng vào trong. Gì vậy? Xin lỗi nha, ta thích cưỡi ngựa hơn. Dĩ nhiên là được. Junhyang, ta muốn biết cảm giác trong lòng nàng hiện giờ. Giữa ta và Sơn Hun, nàng nhất định phải chọn một người thôi. Nhưng mà thưa hoàng tử, người nói đi, thần phải chọn như thế nào đây? Giữa hai người thật không biết phải chọn ai hết. Đây là một quyết định rất khó khăn đúng không? Nếu vậy, nàng hãy chọn người nào mà trái tim của nàng đang mách bảo á. Đúng như vậy, ta cũng muốn có câu trả lời rõ ràng, Junhyang à. Nhưng mà hiện giờ ta vẫn chưa thể. Nè hoàng tử Junhyang, con đang làm gì ở đây vậy hả? Thì ra là mẫu hậu. Thì ra con chối từ tất cả những cô gái mà ta đã chọn cho con. Chính là gì? Cái cô gái thường dân xấu xí này sao? Thưa mẫu hậu, chuyện này không phải. Cô thật là cả gan. Thân phận thấp hèn của cô không thể nào xứng với hoàng tử được đâu. Hãy nhanh chóng rời khỏi cung ngay lập tức. Người không sao chứ hoàng tử? Người phải nên cẩn thận. Ichime đã đột nhập vào đây rồi. Người mới nói cái gì đó? Cẩn thận đó. Hoàng tử hoảng sợ quá. Hãy đưa hoàng tử ra về phòng đi. Hãy nhanh lên. Hmm.
Dù gì đi nữa ta cũng không chấp nhận cô đâu. Nhưng ta sẽ trả công cho cô. Cô muốn gì nói? Dạ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá. Đúng là thường dân thấp hèn. Junian, ta đã trở về rồi. Ta đã đậu trạng nguyên ở kỳ thi vừa qua nè. Anh công tử sang ơn thật là giỏi quá. Junian à, đã lâu không gặp. Hãy lập tức báo cho Junian biết ta đang ở đây, mau lên. Nhưng rất tiếc tiểu thư Junian hiện giờ không có ở nhà. Nàng ấy đã đi đâu rồi? Được rồi, không sao hết. Ta sẽ đợi nàng ấy trở về. Công tử không thể đợi được đâu. Tiểu thư sẽ không trở về nữa. Bởi vì tiểu thư Junian đã kết hôn với Inchime rồi. Hết giờ rồi cháu gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Chadu à, mau thức dậy đi Chadu. Chadu à, bạn ổn chứ, có thấy mình không? Ôi Hyandan à, Ichime đâu rồi? Bạn nói cái gì vậy? Nè con, hãy mau thức dậy đi, người khách kế tiếp của ta đang đợi ở bên ngoài đó. Thế nào hả, bạn có thấy quá khứ của bạn hay không? Mình có một cảm giác giống như là mình nằm mơ vậy đó. Mình không chắc nữa. Rồi, cô hãy mau nhắm mắt lại đi. Sau khi ta đếm tới 10, cô sẽ nhìn thấy thứ gì đó ở trong quá khứ. Chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy quá khứ thiệt sao? Đúng vậy. Đúng là hỗn ngược. Bà dám đưa tay lên đầu của ta sao? Chạy ngược chiều gió như vậy làm tốc độ của mình giảm đi nhiều quá, không kịp mất. Chadu hả, bà bị trễ 5 phút rồi đó. Mình biết rồi, chỉ tại cơn gió ác độc kia thôi. Đây là cái gì vậy chứ? Minchi à, cái này cho mình hả? Cái này mình cũng không chắc nữa. Lúc mình vô đã thấy nó ở trên bàn rồi. Nhưng nhìn màu sắc có lẽ là thư tình. Bạn nói là thư tình sao? Gửi cho mình hả? Không biết là ai gửi ha. Ủa? Sao kỳ vậy? Trên này đâu có viết cái gì đâu. Nhưng nó ở trên bàn của bạn thì gửi cho bạn rồi, còn gì? Để mình xem thử coi. Mình đã nhìn thấy bạn vào ngày chúng ta bắt đầu học kỳ mới. Bạn là một thiên thần tuyết. Trời ơi, mình nổi da gà khắp người luôn rồi nè. Thành phố này là một hòn đảo đơn độc. Giờ mình là Robinson Crusoe. Mình thấy rất cô đơn. Xin hãy là tình yêu duy nhất của mình. Thôi đi, đây là cái quỷ gì vậy chứ? Lá thư lãng mạn quá đi. Chadu à, mình ghen tị á. Ghen tị hả? Mình còn không biết cái tên thần kinh này là ai nữa. Có cảm giác như đây là một trò chơi khăm vậy. Mặc kệ là ai, mình cũng phải tìm cho ra bằng được. Chờ đã, nếu đó không phải là một trò chơi, vậy thì người gửi có thể là ai được chứ? Thử nhớ lại xem, hình như mấy ngày trước đơn đơn đã giờ ra chơi hôm đó mình đang chơi nhảy dây với nhóm bạn thì chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ nên mình không biết phải làm sao, cũng không kịp tìm ra thủ phạm nữa. Hôm đó bạn ấy cư xử không giống như ngày thường. Nghĩ kỹ thì đánh đi cũng đáng nghi lắm nè. Cho Chadu cảm ơn nhiều nha. Hôm đó mình đã thật sự nổi điên lên vì cái bút chì duy nhất của mình đã bị hư mất. Là ai hả? Ai đã làm gãy ngòi viết của mình vậy chứ? Chadu ạ. Nghĩ kỹ thì ngày hôm đó bạn ấy cũng không giống như thường ngày. Còn nếu nói về sơn hôn thì mỗi khi mình trở thành đối tượng bị các bạn trong lớp chăm chọc do dính phải những trò đùa quái quăm thì là ai hả? Ai dám kéo ghế của mình? Để mình đỡ bạn vậy. Ừ,
Mặc dù Sơ Nôn vẫn luôn tốt bụng như vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy hôm đó bạn ấy rất là kỳ lạ. Rốt cuộc người đó có thể là ai kia chứ? Dạ. Trời ơi, bạn ấy bị cái gì vậy chứ? Khoan đã, không lẽ là vô sức? Cho cha đu, cảm ơn nhiều nha. Cái tình đáng ghét, tuyệt đối không phải là cậu ấy được. Cha đu à, có chuyện gì với bạn vậy? Một trò chơi khăm. Đúng rồi, nhất định là vậy. Làm gì có ai thích nổi mình chứ. Nhưng mà mình cũng dễ thương lắm chứ bộ. Đúng rồi, cũng có thể là ai đó đã thật sự cảm mến mình, cho nên cái này thật sự là thư tình, đúng không? Chị cha đưa em nói nè, em còn nhiều bài tập phải làm lắm. Phải, em cũng có nhiều bài tập lắm. Bài tập của mấy đứa quan trọng hơn chuyện này sao? Chị chỉ muốn có làn da đẹp giống như em thôi, Mimi à. Sao mình có cảm giác da mặt căng quá vậy ta? Nè, chơi Mimi. Em thức dậy đi, chắc mặt nạ cũng được 10 phút rồi đó. Chắc chưa đâu chị. Chị ơi, em xin lỗi. Sao vậy chứ, vẫn chưa hết giờ hả? Cần để lâu hơn sao? Không phải vậy đâu, đã hơn 2 tiếng rồi. Cái gì? 2 tiếng rồi. Trên ghi chú nói là cái này không được để quá lâu. Nó không chịu bông ra hả? Em nghĩ nó đông cứng lại luôn rồi. Đau, đau quá. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, chốc da của chị bây giờ. Khoai tây đâu hết rồi? Kỳ quá vậy ta. Rõ ràng hôm qua mình đã mua rất nhiều mà. Nè, mặt của con bị sao vậy? Dạ. Ủa? Dạ không có gì đâu. Chắc là con bị nổi mụn đó mẹ ơi. Ủa? Mới bay lớn mà đặt có mụn rồi. Nếu tối nay các bạn có hẹn với ai đó ra ngoài, tuyệt đối đừng quên trang bị cho mình một cây dù. Từ khoảng chiều và tối sẽ bắt đầu có mưa. Mẹ ơi, tụi con đi học đây. Chờ một chút. Tối nay trời mưa đó, hai đứa nhớ mang theo dù. Thôi, con không mang theo dù đâu. Khoan đã, nhà mình chỉ có 2 cây dù thôi. Một cây là đồ cũ, cây bị gãy gọng và còn có lỗ thủng nữa chứ. Và cây còn lại là cây dù gấp tự động, màu sắc trang nhã mới được mua gần đây. Chị lấy dù mới. Nó là của chị. Thấy chưa? Chị chơi xấu quá đi. Vậy hả? Vậy nhận nó cho em nè. Có thật không? Công nhận cái dù này hay thiệt đó. Trời cha đu, con đủ rồi đó. Đừng có bày trò chọc ghẹo em gái của mình nữa. Con không mau, đi học đi. Dạ, con đi liền đây mẹ ơi. Bạn đã đọc thơ của mình chưa? Hình như đây là giọng của Sơn Móc mà. Gì vậy chứ? Đó là thơ của bạn gửi hả? Thật sự xin lỗi nha, mình không mong đó là của bạn chút nào. Cha đu à. Bạn không cần phải ngại ngùng gì hết. Mình thật sự không có ý gì đâu. Con trai ai mà không thích bạn nữ xinh đẹp. Không phải đâu, mình thật sự không có. Giờ bạn đừng có nói cái gì hết. Trả lời đi, bạn đã thầm mến mình bao lâu rồi? Không phải, lá thư đó mình gửi cho Minchi chứ không phải cho bạn. Đúng rồi, tất nhiên là phải gửi cho Minchi. Bạn nói gì Minchi sao? Đúng vậy, mình thật sự rất rất thích Minchi.
Yeah, cái tên không phải là mình, mà là Minji hả? Cho mình xin lỗi nha Chadu. Hôm đó có một cơn gió thổi lá thư qua bàn của bạn, cho nên mình mới tưởng gửi cho bạn. Minji ơi, bạn sẽ hẹn hò với mình chứ? Sao lại nói trước mặt người khác, làm mình ngại quá à. Tụi mình vẫn còn nhỏ lắm. Sao hai bạn dám? Nếu muốn hẹn hò thì đi chỗ khác mà hẹn hò đi. Cả lớp đứng dậy. Chúc mừng cả lớp. Nhanh lên, nhanh lên. Về thôi. Mưa to quá. Thôi chết, mình quên mang dù rồi. Cẩn thận nha. Chadu à. Hả? Bạn có mang theo dù hay không? Có, mình để bên kia kìa. Hả? Hả? Sao không có chứ? Cái dù của mình đâu mất tiêu rồi? Ai đã lấy nó hả? Trời ơi, cái dù đó mắc tiền lắm luôn á. Hồi sáng nay mình thấy Jun Sết lấy cây dù của bạn đó Chadu. Cái gì? Lý Jun Sết. Mưa tạt vô mình nè Chadu à. Jun Sết, chờ tới lúc bắt được bạn mình nhất định sẽ cho bạn biết tay. Nè Lý Jun Sết, bạn lấy dù của mình có đúng không? Mau trả lại nó cho mình đi. Mình giỏi quá nên lấy lộn trả bạn nè. Ủa? Lý Dân Sức, bạn thật sự chán sống rồi có đúng không? Nếu đã như vậy thì... Thật ra thì mình làm những chuyện rắc rối này chỉ để được gặp bạn thôi Chadu à. Dạy nhất là mình đã chuẩn bị một số thứ thật đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Ngày hôm nay mình nhất định sẽ bày tỏ tình cảm thầm kín đã dành cho bạn bấy lâu nay. Chadu à, bạn định đi đâu vậy hả? Dạ. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mẹ ơi, cứu con. Cứu con trời ơi. Hả? Nè Lý Danh Sức, đừng có nói là bạn định dùng cái này để... Đúng vậy, là mình làm đó. Thật ra mình muốn thử. Bạn định dùng cái này để nguyền rủa mình có đúng không? Không phải. Không phải đâu Chadu à. Chadu đúng là chậm hiểu quá đi. Chadu, đừng đánh mình mà. Ây da, mình không có nguyền rủa bạn. Ây da, đừng có đánh mình mà. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Có lẽ mình nên dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi mới được. Mình nói là bạn dừng lại đi mà. Mình có làm cái gì đâu. Đã nói là đừng đặt đến chân của mình nữa. Nhưng mà không có cố ý mà. Đừng bắt là sợ. Thiệt là chơi Chadu kiếm sân đón. Hai em bao dừng lại cho cô. Mấy ngày nay cô đã để ý hai em. Cô cảm nhận được cả hai em đều không tôn trọng đối với bạn của mình. Cho nên cô đã quyết định cô sẽ đưa ra một trò chơi có tên là thần hộ mệnh. Luật lệ của trò chơi thần hộ mệnh này thật sự rất đơn giản. Mỗi em sẽ lấy một cái tên bên trong cái hộp này, và các em phải bảo vệ và chăm sóc cho người đó trong vòng một tuần. Thật hay quá. Làm thần hộ mệnh sao? Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất trong trò chơi thần hộ mệnh này đó chính là các em không được để cho người bạn đó phát hiện ra. Điều đó tức là các em phải giúp đỡ và bảo vệ người bạn đó trong vòng một tuần mà không để bạn ấy phát hiện. Trò chơi rất thú vị. Mình rất thích trò này. Chẳng có gì thú vị hết. Nếu bảo vệ lầm người thì sẽ là một tuần này đau khổ của mình. Được rồi các em, bây giờ hãy xếp hàng để lên bốc thăm người bạn của mình đi nha. Lên đi. Chào bạn Chadu. Chắc bạn bốc trúng tên Chadu. Có bao giờ bạn chào hỏi Chadu đâu. Cô đã dặn rồi, không được để bị phát hiện ra thần hộ mệnh của mình là ai. Ủa nhưng mà là mình thiệt á hả?
Thôi đấy, bạn đừng ở đó nằm mơ nữa. Mình chào bạn là vì cảm thấy cuộc cãi nhau ngày hôm qua không hay thôi. Trời ơi, ồn quá. Hơi đúng là đám trẻ con. Các bạn cứ y như là đang học lớp mẫu giáo vậy á. Chắc bạn là thần hộ mệnh của ai ở đây rồi. Trước giờ bạn đâu có nói chuyện với tụi mình. Hôm nay ai trực lớp vậy hả? Sao không chịu dẹp thùng rác? Chắc bạn là thần hộ mệnh của bạn ấy rồi. Nếu nói cho bạn ấy biết thì chắc chắn bạn ấy sẽ không la nữa. Cái gì hả? Minchi à, bạn hãy trả cuốn tập toán lại cho mình có được không vậy? Mình để quên ở nhà mất rồi. Minchi à, nếu như bạn bỏ quên, có nghĩa không phải là thần hộ mệnh của mình rồi đúng không? Mình để giỡn đó, mình có đem theo nè. Nè các em, ngày hôm nay cô muốn cả lớp chúng ta hãy trình bày theo nhóm về chủ đề mà cô đã cho tuần trước. Các em chuẩn bị xong chưa? Không biết phát minh nào các em sẽ đưa ra thảo luận đây. Cô đang háo hức quá. Mọi người đều làm một đề tài có đúng không? Mong các bạn đừng xỉu khi nhìn thấy phát minh của mình. Minchi à, chắc chắn bạn còn nhớ chứ. Mình đã thật sự rất khó chịu khi đồng xu của mình đã lăn ở dưới tủ áo và rất khó khăn mới lấy ra được. Và bây giờ, nếu như gặp chuyện đó xảy ra, các bạn có thể sử dụng cái này. Thiết bị thu thập đồng xu. Cái đó mà là phát minh sao? Phát minh này thật sự rất là thú vị Chandu à. Nhưng mà Nam Trâm không hút đồng xu được. Và dù có thể hút được đi nữa, nếu như đồng xu nằm ở xa cũng đâu có hút tới được. Nó có thể kéo dài ra được, giống như vậy nè. Cái đó có thể giơ tới trần nhà. Bạn mau im đi, tên mập đáng ghét kia. Bạn bị gì vậy? Mình thấy cũng hay mà. Vậy nhóm chúng ta sẽ trình bày cái này. Cái gì chứ? Bạn bốc thăm trúng trà đu phải không? Các em chú ý, mỗi nhóm cử một bạn lên đây trình bày giùm cô đi nào. Phát minh của nhóm tụi mình là thiết bị thu thập đồng xu. Nó có thể giơ tới bất cứ đồ vật gì, bởi vì có thể kéo dài ra. Bạn ráng chịu đau nha. Nó không nhúc nhích chút nào sao hả? Lớp phó là thần hộ mệnh của Đan Ghi. Chandu à, bạn có nhà không? Tụi mình sẽ ra ngoài chơi, bạn đi chung không? Các bạn tính đi đâu chơi vậy? Đi hái hạt dẻ. Đó là ý của bạn muốn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà mình cùng ăn uống và sau đó chơi trò chơi điện tử. Nhưng mà mình lại muốn đi hái hạt dẻ. Gì hả? Vậy cha luôn chính là thần hộ mệnh của Yun Sức có phải không? Ây cha, có quá trời hạt dẻ luôn kìa. Hình như bạn không vui khi tụi mình đến đây hái hạt dẻ đúng không vậy? Hãy hái và nướng hạt dẻ ăn đi. Có hiệu quả không đó? Mình đã mang theo một vũ khí bí mật. Đây. Cái nam châm này rất mạnh, vì vậy nó sẽ thực sự rất hữu ích đó. Đây là lý do mà bạn muốn dùng phát minh của mình có đúng hay không? Sao hả? Vậy bạn nghĩ nó phù hợp với việc gì ngoài hai trái cây đây? Mọi người nhìn đây nè. Dài đó. Thiệt là mình không tin tưởng bạn nói chút nào. Cẩn thận luôn. Chandu à, bạn không sao chứ? Chân của bạn bị thương rồi kìa. Chandu à, bạn có thể đi được không? Bạn không sao chứ? Nè, Yun Sức à, tất cả cũng là lỗi của bạn đó. Chính bạn là người muốn như vậy mà. Bạn là thần hộ mệnh của Chandu đó hả? Gì vậy? Trời mưa sao? Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Mưa lớn quá nên nước dâng lên rồi.
chỗ này chơi quá vậy? Chân đang bị thương thì không thể tự mình đi qua chỗ này được đâu, bạn hiểu chưa? Bạn vừa mới nói cái gì? Đây là lỗi của ai chứ? Mình có thể tự đi đường bước đi đó. Coi nè. Nè, để mình cõng bạn. Bạn nói cái gì hả? Lên lưng mình đi, trời đang mưa lớn lắm, nhanh lên. Mình không có bị điên đâu, bạn hãy mau tránh ra chỗ khác đi, nhanh lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thế mình vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có lo nhoi nữa, có cổng hơn á. Nè vui sức à, mau bỏ mình xuống đi. Bỏ xuống ngay. Thật tốt quá, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Trời đâu mà bạn có sao không vậy? Tỉnh lại đi. Nè cháu gái, con cảm thấy sao rồi? Nè bác gì ơi, bạn ấy không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà, cô bé vẫn thở bình thường, chỉ là bị choáng một chút xíu mà thôi. Nếu như vậy thì bạn ấy có cần làm hô hấp nhân tạo hay không vậy? Hô hấp nhân tạo cũng tốt, nếu biết cách hô hấp nhân tạo thì bạn hãy xung phong đi. Nhưng mình nghĩ ở đây chỉ có mình mới biết tại sao bạn ấy bị choáng và biết cách hô hấp nhân tạo. À, cha cha, nhìn cha đu thật tội nghiệp. Làm ơn tránh ra một bên. Chơi thần hộ mệnh sẽ kết thúc. Thật buồn quá đi. Tuần vừa qua thật đúng là rất thú vị. Đúng vậy đó, trò chơi kết thúc thật là buồn. Mình cũng thích trò chơi thần hộ mệnh này. Nè đốt đốt, mau xóa cái đó đi. Cô chào các em, hôm nay là ngày kết thúc trò chơi thần hộ mệnh đúng không? Dạ. Do bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em đã có thể được biết thần hộ mệnh của mình thật sự là ai. Chắc các em rất tò mò đúng không nào? Vậy thì các em hãy nói ra cho bạn mình biết đi nào. Vui sức. Mình không thể nào tin nổi sự may mắn lạ lùng này được. Là lớp phó. Không có vui chút nào. Mình thật sự không làm gì hết. Trời ơi, mình không thể ngờ là có thể bốc được cái tên riêng cho mình. Trời cha đu, mình đã cứu bạn ấy. Anh Huy, bạn ấy rất ổn, như vậy mình đã không phải bảo vệ bạn ấy. Về nhà mình đã gặp cái tên Ninji và viết tên của cha đu vô. Nè cô giáo Ly, cô tạo ra trò chơi thần hộ mệnh trong lớp sao? Đúng vậy đó, nhờ trò chơi mà trong suốt mấy ngày vừa qua trong lớp tôi không có bất cứ một cuộc cãi nhau nào hết. Dạ thưa cô, cha đu và đôn đôn đánh nhau, mũi của họ đã bị chảy máu rồi. Vậy hả?